Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị ban chấp hành để thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thông qua tờ trình về công tác quy hoạch cán bộ giả soát bổ sung quy hoạch, đưa ra quy hoạch Ban chấp hành Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, giai đoạn 2020-2025, xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030. Đối với ban chấp hành Đảng ủy khối, sau khi xem xét, ban thường vụ Đảng ủy khối đã đưa ra khỏi quy hoạch 26 đồng chí, còn lại 28 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn độ tuổi, cơ cấu đối tượng theo quy định, đề xuất danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch là 10 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, đối tượng là dự nguồn bí thư của các chi Đảng bộ cơ sở. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy khối, đề xuất quy hoạch 10 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn độ tuổi đối tượng theo quy định, đồng thời đề xuất danh sách dự kiến bổ sung là 3 đồng chí. Về giả soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo chủ chốt chức danh bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025, vẫn giữ nguyên 3 đồng chí, chức danh phó bí thư Đảng ủy khối, quy hoạch tối đa là 6 đồng chí. Đối với quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí trong ban chấp hành, 9 đồng chí trong ban thường vụ và các chức danh quy hoạch bí thư, phó bí thư theo quy định về số lượng nhân sự quy hoạch. Việc xây dựng bổ sung và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định theo hướng dẫn sau khi nghiên cứu về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh. Đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt và hội nghị ban chấp hành đã bỏ phiếu lựa chọn quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ tiếp theo việc thực hiện quy hoạch cán bộ theo nhiệm kỳ và có giả soát bổ sung hàng năm nhằm đảm bảo tính kế thừa phát triển và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ cán bộ của cơ quan khối đảng đoàn thể đồng thời có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị của các tri bộ đơn vị trong cơ quan